Công ty Ánh Dương phát hành bộ phim Trò Chơi Sắc Đẹp do TVB Hồng Kông sản xuất. Giám đốc sản xuất Từ Ngộ An, biên kịch Lưu Tiểu Quần, biên tập Lưu Chi Hoa, đạo diễn Lê Bách Kiên, với các diễn viên Từ Tử Sang, Ngũ Dịnh Di, Nguyễn Đình Đan, Trần Mẫn Chi, Lê Nạc Ý, Dương Tổ Lam, Quỳnh Trường Hưng, Tào Vĩnh Liêm cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương: người dịch Quốc An, Bích Ấn, Thanh Tâm; diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Dinh, Thanh Bình, Huy Hồ, Khánh Văn, Huy Trang, Đình Tuấn, Khánh Phương, Minh Thảo, Trần Tuấn; kỹ thuật lồng tiếng Vũ Đinh, Anh Dũng, Minh Nghiện. Bác sĩ, mặt tôi thế nào? Tôi có bị sẹo không? Tôi có bị quỷ dung không? Má bên phải của cô có ba vết dao dài khoảng 5 cm, độ sâu vết thương khoảng 3 mm, khẳng định là sẽ có sẹo. Bởi vì độ sâu của vết thương quá sâu, tổn thương tới dây thần kinh sinh ba, có khả năng khiến mắt và miệng của cô bị hơi lệch. Nhưng đây chỉ là có tính khả năng, chứ chắc sẽ xảy ra đâu. Bác sĩ à, nó phải sau này nó không thể đóng phim được. Chuyện này tôi không thể trả lời được. Bác sĩ, không thể được đâu. Không thể được, tôi không thể không đóng phim. Cô bình tĩnh lại đi. Anh nhất định phải giúp tôi. Cô bình tĩnh lại đi. Hay là để chúng tôi xem tình hình hồi phục của cô, rồi mới họp với bác sĩ chỉnh hình. Cô có cách nào có thể giúp được cô không? Ha? Không thể được đâu. Tôi nhất định phải giống như lúc trước. Bác sĩ ơi, anh giúp tôi đi. Bà nói với anh đi. Bà ơi, nói với anh đi bà. À, cô không muốn đâu. Bình tĩnh đi cô. Tôi nhất định phải đóng phim bà. Làm ơn. Khoa đã. Dựa sát tường. Sao hai chân? Anh đã nói là không mang theo máy ảnh mà. Vậy còn máy quay lỗ kim, để tôi coi. Lỗ chân tóc của anh có rất nhiều. Nè, tôi công việc của anh là làm chó săn, nhưng mà giờ phút này á, anh là bạn trai của em. No, cậu không phải bạn trai của tôi. Trời ơi. Anh là bạn thân của Cao Thanh. Bạn thân thì đâu thể bán đứng, cũng không thể mang theo máy chụp hình được. Tha cho cậu. Cao Thanh. Cao Thanh. Cao Thanh. Ủa, Kit, cậu đến rồi hả? Gì à, Cao Thanh đâu? Lúc nãy cậu ở đây mà. Còn nữa, còn nữa nè. Được rồi, bây giờ chúng ta ra công viên chơi. Sao đây? Ây trời, cô chính là. Cô không mở điện thoại, không biết đi đâu. Cô cố ý tránh né chúng ta nên mới không mở điện thoại. Là Cao Thanh sao? Bác à, Cao Thanh về chưa? Vào trong rồi nói. Cao Thanh cố ý bỏ đi sao? Ở trong bệnh viện nó nói đói bụng, kêu hai bác đi mua đồ cho nó ăn. Lúc trở về thì đã không thấy nó rồi. Vậy tức là cố ý bỏ đi. Sau khi kêu hai bác đi, cô lén chạy mất đó. Cũng tại bác không tốt, tâm trạng nó không vui, bác lại không ở bên nó. Nó đã muốn bỏ đi, dù thế nào thì nó cũng đi thôi. Mặt của nó bị như vậy, có thể nó muốn trốn không gặp ai. Diện mạo đối với phụ nữ rất quan trọng. Nếu là còn thà chết cho rồi. Cao Thanh không vậy đâu. Cao Thanh không vậy đâu. Phải đó, Cao Thanh rất kiên cường, cổ không làm vậy đâu. Nhưng mà vậy, quỷ dung đối với phụ nữ là chuyện rất nghiêm trọng. Cổ lại là diễn viên, phải dựa vào mặt để kiếm ăn. Đột nhiên cái gì cũng mất hết. Em à, có khi nào con làm chuyện ngu ngốc không? Không đâu. Nhưng nó chỉ có một mình. Có khi nào nó nghĩ, có khi nào nó nghĩ quẩn không? Chúng ta làm sao mới có thể tìm cổ? Không được, báo cảnh sát. Cũng được, ký giả cả Hồng Kông cũng sẽ giúp tìm cổ. Tức là mọi người đều biết con Văn mất tích rồi.
quan trọng nhất tìm được con. Báo cảnh sát đi. Tin rằng gần đây mọi người rất quan tâm chuyện mất tích của hai ngôi sao Cao Thanh Văn và Đường Khải Nhi. Đến bây giờ hai cô vẫn không rõ tung tích. Ông Cao, bà Cao à, tôi biết Cao Thanh mất tích chắc chắn hai vị rất lo lắng. Tôi muốn hỏi hai vị có lời gì muốn nói với Cao Thanh hay không? Hiện giờ tâm trạng chúng tôi rất nặng trĩu. Con gái chúng tôi mất tích nhiều ngày. Chúng tôi lo lắng cho sự an toàn của nó. Lại lo lắng không có người bên cạnh nó. Nó sẽ nghĩ lung tung. Nhi à, con đã đi đâu? Con đừng làm chuyện ngu ngốc. Con đừng uống thuốc lắc nữa. Con về nhà đi Nhi. Bà ơi, bà đừng như vậy mà. Dặm này, trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được. Cô ở nhà mình, lúc nào cũng mở rộng chờ con. Con trở về đi, có chuyện gì á, ba và má có thể giải quyết thay con mà. Con nói với ba má mà nói, là người rất quan trọng. Con trở về đi con. Má ơi, má ơi, nè, cô làm gì vậy? Là tôi. Cô Lý, sao để cổ vào đây? Hả? Tôi tưởng cổ là bạn gái lúc trước của anh thì không sao. Thôi bỏ đi, anh đi làm việc đi. Thưa bà. Cô Lý, tôi tưởng là cô hiểu. Sau này hai bên đừng tìm nhau nữa. Tôi rất khó chịu. Tôi muốn thuốc lá. Cô điên rồi, để người ta biết được phiền phức lắm. Cho tôi đi, cho tôi đi. Cô nhìn bộ dạng của cô đi, cô có biết là bà má cô đang tìm cô không? Cô về nhà đi, để cô uống nữa. Thủ lần này không uống nữa đâu. Cho tôi đi, cho tôi. Cô nổi điên cái gì vậy? Cho tôi, cho tôi. Tôi sợ cô luôn đó. Cẩn thận đó. Buông tôi ra. Tôi muốn ngôi sao. Ngôi sao. Cô Ly à, là tôi nè. Chị có nhận ra không? Ủa, có người muốn nhảy lầu. Chị có nhận ra tôi không? Tôi nhận ra cô. Tôi nhận ra cô. Chính cô đã cướp đi kinh. Cô nhất định phải đấu với tôi. Đèn truyền hình không cần tôi. Đèn gì khán giả không xem tôi. Tôi đã mất tất cả rồi. Cô có muốn hại tôi hả? Tôi chỉ muốn giúp chị thôi. Cô muốn con tôi chết như thế nào phải không? Cuộc đời của tôi coi như xong rồi. Bây giờ tôi không còn gì hết. Tôi không chết còn vô dụng thôi. Đừng bắt cô Ly. Thế để tôi chết đi mà. Tôi chết rồi chắc chắn sẽ rất vui mà. Đừng bắt cô Ly. Tôi xin lỗi là tôi không tốt. Tôi không nên vì nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn. Ngay cả bản thân nhất cũng bỏ mặc. Bây giờ tôi cũng giống như chị, mất hết tất cả rồi. Chị không thể có chuyện được. Tôi cũng muốn mất luôn người bản thân nhất của mình. Tôi đã mất hết tất cả rồi. Tôi mất hết tất cả rồi. Không có đâu. Chị còn có người nhà. Còn có bác trai và bác gái, chị nhớ không? Gia đình lúc nào cũng chào đón chị trở về. Chỉ cần là chị chịu về, ba chị má chị chắc chắn sẽ giúp chị giải quyết tất cả vấn đề. Họ nhất định sẽ mãi 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 ở bên cạnh bảo vệ chị.
giúp cho chị mà cô Ly. Ba, ba, bác trai bác gái đang chờ chị về nhà. Như vậy chị không thể có chuyện được. Nếu như chị có chuyện, hai bác sẽ rất đau lòng. Ba ơi, ba ơi. Cô Thanh sao? Sao cô đi chung với cô Ly vậy? Bà đó cô Ly, sao cô muốn tự tử vậy? Bà rồi cô Thanh à, cô đã bị của Dung Nhan. Sau này cô có gì đến gì không? Bà đó cô Thanh, đâu rồi? Cô Thanh, 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 Nhi à, Nhi à, con trả lời má đi Nhi à. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, lên luôn. Rồi. Má. Giang à, có đói bụng không? Mà nấu cái gì cho con ăn nha. Ăn cháo hay mì hay là đi tắm trước đi. Anh đừng nói không ngừng. Con đang mệt, phải nghỉ một lát. Má, con không mệt. Thật ra con đã nghỉ suốt đêm. Lúc đầu con định trở về tìm ba má, không ngờ giữa đường gặp cô Ly. Không sao đâu, con biết trở về là được rồi. Má, lời má đã thức tỉnh con. Con đã tỉnh ngộ rồi. Quan trọng nhất là con không sao. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Má để con nói. Ba. Má, con xin lỗi. Từ trước đến giờ, má dạy con, bất luận là đóng phim hay là làm người, con phải có phẩm chất. Nhưng mà con vì muốn thắng, muốn nổi tiếng, bất chấp thủ đoạn làm hại cô Ly và Khương Triệu Phụng, kết quả khiến con ra nông nỗi như ngày hôm nay. Con đã làm sai, nhưng không có nghĩa là Khương Triệu Phụng có thể tìm người làm hại con. Thế chút nữa con bất mãn. Nếu như để con biết thật sự do bả thuê người rạch mặt của con nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng mà má nói đúng, từ đầu đến cuối cũng vì con đã làm quá đáng. Con công khai chuyện của bả về City khiến bả không còn chỗ đứng trong giới giải trí, mới ép bả làm chuyện độc ác tuyệt tình với con. Mọi chuyện là do con tự chuốc lấy. Trên đời này ai cũng có thể làm sai. Làm sai cũng không sao. Chịu sửa, chịu sửa là được luôn. Không chỉ con sửa lỗi, con còn phải giúp cô Ly. Bây giờ cô Ly ra nông nỗi này, con thực sự rất đáng này. Con đừng như vậy mà. Không phải lúc nãy con đã gặp nó, con đã cứu nó sao? Thời gian con vào giới giải trí, tuy còn trải qua nhiều chuyện, nhưng con thật sự đã khôn lớn rồi. Nhưng mà con cảm thấy lúc trước vui vẻ hơn. E là không thể quay lại được nữa. Có lẽ sau này con đi sẽ cai nghiện được. Hai chị em con cùng đóng phim, có thể sẽ được vui vẻ giống như lúc trước vậy. Không nữa, con quyết định rút lui khỏi giới giải trí. Con tự biết chuyện của mình mà. Bây giờ con đã trở nên như vậy, sao còn có thể tiếp tục đóng phim được? Chưa chắc đâu. Y học bây giờ phát triển, có lẽ sẽ chữa được. Chữa được bên ngoài, không chữa được bên trong. Con rất thất vọng đối với bản thân và với giải trí. Hãy nghĩ kỹ rồi hãy tính được không? Không cần đâu, con nghĩ kỹ rồi. Con sẽ không thay đổi quyết định. Con nhận trong rửa mặt đi. Con à, cậu thức dậy đi nè. Ký giùm đi. Ký gì ạ? Mua căn nhà cho hai đứa. Tốt vậy, bộ nằm mơ hả? Phải đó, nằm mơ đó. Nè, ký đi. Nè, nè, ký nè. Đi, nè, nè, ký đi. Chỗ này nè, chỗ này nè. Nè, ký. Ký vô đây nha. Thưa tôi Việt. Cậu ơi, đừng ký. Hả? Vậy mà má nói mình là madame chính trực nhất, dùng thủ đoạn gian xấu và đi lừa gạt con trai mình hả? Phải đó, còn em trai chị em nữa. Má cũng vì muốn tốt cho hai đứa thôi. Cao Thanh đã quyết định rút lui khỏi giới giải trí, đến lúc hai đứa nghỉ việc rồi. Cao Thanh rút lui khỏi giới giải trí liên quan gì tụi con chứ? Hai người nhìn tình cảnh của Cao Thanh cũng biết giới giải trí rất phức tạp, không phải người nào cũng làm được, còn phải làm đội chó săn mà người ta ghét nữa. Chúng ta
kêu hai người nghĩ gì là tốt cho hai người. Anh lặp lại một lần nữa, nghề nghiệp của tụi anh là ký giả, sứ mạng của tụi anh là vạch trần mặt tối của giới giải trí, tìm kiếm sự thật bị che giấu để tất cả độc giả biết toàn bộ sự thật, không bị cái giả lừa dối. Nói thì vĩ đại lắm, hai người vạch trần được sự thật gì? Nhiều lắm, thí dụ như... Nếu như nói được chuyện tốt, hai người không cần thôi gì. Anh vạch trần được đại minh tinh mua áo lót tốn gần 10.000 đồng. Người ta đâu xài tiền của hai người, cũng đâu xài tiền của người nộp thuế liên quan gì đến hai người. Anh chụp được con gái của MC nổi tiếng bị sức bôi. Càng tệ hơn, bươi móc với thương người khác làm hại tâm hồn trẻ thơ, đáng để người ta bóp cổ. Còn nữa, còn gì nữa? Ta đâu có làm chuyện gì tốt đâu. Vậy tức là không rồi. Có, anh và Trần, City và Cương Trưởng Phụng có giao tình để mọi người biết rõ mặt nạ của họ. Đây gọi là ngoại tình. Hai người vạch trần chuyện riêng làm người ta vợ con ly tán, người khắp Hồng Kông biết thì đã sao? Có thể ăn ngon hơn không? Đội chó săn các người đã làm những chuyện gì? Chỉ biết nhiều chuyện tầm xàm bá láp, bươi móc người khác, vạch trần chuyện riêng, làm chuyện hại người không có lợi cho mình. Tôi hỏi cậu, bây giờ cậu thích làm chó hay thích làm người? Anh thích làm chó thì mặc kệ anh, sao em khẩn trương quá vậy? Bởi vì tôi làm người, tôi không thể quen với chó. Thằng quỷ, con còn chưa nghĩ. Em chịu làm bạn gái của anh. Nếu cậu chịu thôi việc không làm đội chó săn trở lại làm người, tôi sẽ làm bạn gái của cậu. Không thể nhớ đi, anh ý liền, không thấy gì hết. Ê, này, phần này của cậu sao còn cái gì? Để muốn giỡn trò hả? Anh đâu có giỡn trò. Nếu anh không làm á, sớm muộn cậu cũng không làm. Liên quan cậu gì? Má, phần con. Hai người muốn thôi việc hả? Ê, đang làm yên ổn quá đây giỡn cái gì vậy? Sao lại phải thôi việc chứ? Tôi muốn tìm lại cái tôi đã mất, cứu rỗi một tâm linh bị ô nhiễm. Cái tôi và tâm linh đáng bao nhiêu tiền? Được, tôi tăng cho hai người 20% lương. Nè, cậu làm gì vậy? 20% lận. Tâm linh của chúng ta có thể dùng tiền để so sao? Nè, tôi nói cho hai người biết vài tin nội bộ. Nè, sắp tới sẽ có chủ lớn nhập cổ phần vào Tuần Sang Tra. Bây giờ tăng 20%, sau khi nhập cổ phần tăng thêm 10% thành 30%. Tôi thấy hai người biết làm việc nên mới ra giá này. Nè, con nghe thấy chưa? 30% kỹ. Không được. Chúng ta đã làm việc tầm sàm bá láp, bới móc người khác, hại người không lợi cho mình, vạch trần chuyện riêng. Con là đơn vị chính đời của Diên gia. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là con sợ đứa nhỏ ngày sau không có lộ đích. Con sợ nhất chính là sau khi nó ra đời chỉ biết sủa không biết khóc, tội nghiệp lắm đó. Vì vậy con quyết định không làm chó nữa, phải làm một con người có máu, có thịt, có lương tâm. Alo, chó con à, ba đang bận làm việc, lát nữa mới gọi cho con nha, bye bye. Đúng là ông trời định ông phải ăn cơm ngày nay. Cậu nói cái gì? Cậu muốn đầu thai tôi không ngăn cản cậu, nhưng mà căn cứ theo bộ luật lao động phải báo trước 1 tháng. Cậu cháu của hai người phải làm thêm 1 tháng cho đủ. Nè, làm thì làm, làm việc gì? Theo Tom Tom, phải là tin tốt, không được tin xấu. Còn nữa, phải chụp được nhiều tấm hình đẹp. Mặc dù tôi đã thôi việc, nhưng tôi cũng biết đây là công việc của chó làm. Cậu không làm cũng không sao. Để tiền, cậu thêm 1 tháng tiền lương. Ê, sao đền tiền ngu ngốc vậy? Tôi làm á. Nhi à, ăn cháo đi. Không ăn. Con đã mấy ngày không ăn rồi, không ăn sao được nè. Ăn cháo đi. Con không ăn thứ này. Má, hả? Cho tiền đi, cho con tiền đi. À, trời ơi, má không thể cho con tiền. Con cầm tiền con lại đi muốn mua thuốc lắc. Má không thể dùng túng cho con được. Ăn cháo đi. Ông Duy, Duy à, con làm cái gì vậy? Trả cho ba, trả cho ba. Trời ơi. Ông à. Đồ bất hiếu, nhìn con giống cái gì? Cả ba mà con cũng dám đẩy ngã, cũng lắc hại con, không còn giống con người nữa. Đi theo má. Buông tay. Nhi à, con cái làm sai, người làm cha mẹ cũng phải có trách nhiệm. Má không thể để con xa đọa nữa, má giúp con cai dứt thuốc. Đi, đi theo má đi. Buông tay. Đi má. Ngoan đi. Má ơi, má ơi, bây giờ con đến đây làm gì vậy? Má không giúp được con cai nghiện á, thì phải để người khác giúp con.
cơ quan này á đã giúp không ít người rồi. Đi con. Con không muốn người khác biết con như vậy đâu. Đã tới nước này rồi á, con còn muốn gì nữa? Quan trọng nhất là có thể cai nghiện. Gì? Gì à? Nè, con Hoàng, nhìn tên Tom Tom làm gì kìa? Gọi điện thoại nửa tiếng mộ rồi, còn nói hắn muốn làm gì vậy? Hắn đứng ở đó nãy giờ rõ ràng là cho chúng ta chụp hình. Cậu nhìn tư thế của hắn đi, đâu có làm gì đâu. Từ đầu đã biết chúng ta ở đây rồi. Hắn phát hiện chúng ta. Con không lý nào để người ta phát hiện được. Con nghĩ có người báo tin cho hắn. Ai vậy? Ê, con nói đã. Có đồng tình. Tập tập cứu tôi vậy hả? Con đừng như vậy mà, tôi nói khi con đừng có đến tìm tôi. Buông tay ra. Tôi khó chịu lắm, cho tôi thuốc lắc đi, cho tôi một lần cuối cùng đi. Nè, con uống thuốc lắc thì liên quan gì tới tôi? Buông tay ra, buông ra. Không liên quan đến anh à? Nếu không phải lúc đầu anh cho tôi uống, tôi có ra nông nỗi như vậy thì sao? Thì ra tình xấu xa này đã cho con gái tôi uống thuốc lắc. Sao cậu xấu xa quá vậy? Còn trước mặt chúng tôi giả làm người tốt nữa, đồ xấu xa. Bác gái à, cậu uống thuốc lắc nên nói vậy thôi. Đồ xấu xa, cậu cho con gái tôi uống thuốc lắc là không có được. Tôi bắt cậu đến sở cảnh sát, tôi bắt cậu đến sở cảnh sát. Nè, tôi phải bắt cậu đến sở cảnh sát. Tôi đừng uống tay tôi ra. Đừng đi. Ma ơi. Nè, còn chậm nữa, mau giúp đi. Ma ơi. Ma. Ma ơi. Sao vậy, sao vậy? Xin cứu thương. Sáu mươi tuổi, phụ nữ, bệnh tim tái phát. Ma ơi, con xin lỗi. Ma ơi. Kêu con đừng uống thuốc lắc nữa. Con không uống nữa, con không uống nữa. Con hứa đi mà, phải cai nó đi nghe. Con hứa với má, con sẽ cài. Nếu như ngày đó mình tự vào thì máu mình đã không chết. Chị đừng như vậy mà. Bây giờ chị chịu cai nghiện, bác cái linh thiêng trên trời sẽ rất an ủi. Phải đó, người làm cha mẹ cũng chỉ muốn con mình tốt. Chỉ cần con tốt, họ sẽ cảm thấy chuyện gì cũng đáng. Tôi cảm thấy chuyện này Tâm Tâm cũng có trách nhiệm, nên tôi đưa hình cho sếp tổng kêu ông đăng lên Trường Sang, vạch trần chuyện hắn cho cô uống thuốc lắc. Nhưng mà ông nói không có chứng cứ, rút lại tin của tôi rồi. Nhưng chuyện này đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của má tôi, cai nghiện thuốc lắc. Chứ à, con nghĩ vậy là đúng rồi. Má của con rất muốn con cai nghiện được, làm lại cuộc đời. Con đừng để má con thất vọng. Mạng của con là do má con đổi về. Con sẽ vì má, dù cực khổ thế nào con cũng sẽ cai nghiện. Con không để cho má thất vọng, con không để cho mọi người thất vọng. Em biết chắc chắn chị sẽ làm được. Cao Thanh, chị rất cảm ơn em. Nếu không phải ngày đó em đã giữ chị ở trên sân thượng, chị đã không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Bây giờ chị vào trại cai nghiện, phải làm việc em chăm sóc cho ba chị.
Khờ quá, chúng ta là bạn thân mà. Bạn thân dĩ nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Còn anh nữa, anh cũng là bạn thân của em. Ở trong nếu có cần gì, Quang là muốn tìm người tâm sự, nhớ gọi cho anh nha. Sao cũng được, tụi em nhất định chờ chị ra. Sau đó cùng nhau đi chơi, cùng nhau nướng đồ ăn được không? Nè, cháu ngoan. Thục ngữ có nói là bán con chớ sờ đầu nước mắt rơi, buông tay ra. Chúng còn quan trọng hơn con. Tất cả đều là hình con đã chụp lén trong nhiều năm qua, chứng kiến cuộc đời của con. Nó bỏ thì bỏ sao? Vậy được rồi, có phải con muốn sau này đứa nhỏ sinh ra chỉ biết sủa không? Bỏ thì bỏ, không quay đầu lại, đi. Chị Ai Si, đừng nói trước khi tôi đi không chiếu cố chị. Đây là công cụ tinh xảo, chị lấy đi. Cậu cho tôi cũng không dùng được. Chị cũng nghĩ việc sao? Không phải, chỉ là không có hứng thôi. Nè, cậu nói với tôi chuyện Tôm Tôm cung cấp thuốc lắc cho con Ly, sếp tổng đã rút tin nè. Nên tôi tiếp tục sẽ theo manh mối này. Tôi phát hiện Tôm Tôm xuất hiện ở Squad Club, bên trong thật sự có gì đó rất lạ. Có chuyện gì lạ vậy? Tôm lại cái gì cũng có hết. Rõ ràng đây là tin lớn nha. Tôi lập tức vào trong nói với sếp tổng. Ai ngờ ông vừa nghe xong lập tức nói một câu: làm rất tốt cục cưng. Cưng cái đầu cậu, là đóng lại chuyện này, không cho theo, không cho cậu làm, không cho tôi làm. Rõ ràng là muốn che đậy chuyện này mà. Đúng là kỳ lạ thiệt. Cậu cũng thấy lạ phải không? Còn nữa nha, tôi nhận được tin Ngô Phương Quý giới thiệu người chủ lớn nhập cổ phần vào Tuần Sang Tra đó hôm nay sẽ thị sát nghiệp vụ. Ngô Phương Quý Squad Club hắn cũng có phần. Vậy người chủ lớn là ai? Nghe nói là bà Triệu rất có tiếng tăm. Không biết có phải là bà mua danh chán rồi, bây giờ mua tạp chí để chơi hay không nữa. Bà Triệu à, nè, nơi đây là phòng làm việc mở của chúng tôi. Nè, bên kia là phòng của tôi đó. Ê, anh em cẩn thận đó. Không sao chứ? Không sao, cảm ơn nhiều. À, bà Triệu à, bên kia là phòng họp, hay là cùng vào nói chuyện đi ha. Được. À, bên trong, bên trong. Nè, Ngô Phương Quý và bà Triệu đến thì không có lạ đâu, nhưng mà Thơm Thơm cũng đến. Cậu nói làm gì đây? À, bà Triệu à, Tuần Sang Tra của chúng tôi nửa năm trước á xếp thứ ba về lượng phát hành cả Hồng Kông, còn có hai kỳ xếp hạng nhất lượng phát hành cả Hồng Kông. À, chúng tôi tôi không có hứng thú muốn biết các ông xếp hạng gì, lượng tiêu thụ gì. Tóm lại á, ông giúp tôi đăng nhiều tin của Thơm Thơm vậy là được rồi. Sắp tới bà Triệu sẽ mở công ty người quản lý, chúng tôi đã ký với Thơm Thơm làm nghệ sĩ hàng top. Ông phải cố sức lăn xe ảnh. Ê, bây giờ bà Triệu á là chủ lớn của chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức để làm, chắc chắn không có vấn đề. À, mời vào. Ông chủ. Quân chó săn, cậu giờ đi làm cái gì vậy? Ờ không, tôi thấy hôm nay dì Vi phòng tập vụ xin nghỉ, vì vậy cho nên bưng trà cho các vị uống thôi, sợ mọi người bị khát đó mà. Anh em ơi, mời dùng. Đi trà xuống rồi ra ngoài dùng đi. À dạ. Ê, xin lỗi nha. Ra ngoài đi, chúng tôi có chuyện quan trọng cần bàn. Tôi có đề nghị mở một môn dịch cho Thông Thông, xây dựng hình tượng tài tử cho Thông Thông. Nhưng mà tôi không viết lách được. Không biết chữ cũng được. À bà Triệu à, chúng ta tìm người viết lách thật giỏi, bảo đảm cho đến ba kỳ tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là tài tử bồ. Tài tử bồ nghe cũng hay lắm đó. Anh có thích không? Đến giờ tôi đi làm đầu rồi. À, hôm nay họp tới đây thôi. À, tôi ra ngoài trước nha. Tự nhiên. Sao gấp vậy? Anh muốn đi đâu? À không, tôi đã mua chai rượu vang thượng hạng của Pháp. Không biết là chị có nể mặt uống với tôi không? Uống rượu vang cũng đâu cần sớm gì.
Khi uống rượu vang có rất nhiều tiết mục đi chơi. Tiết mục gì đây? Nếu như không vui, tôi sẽ đá ra khỏi cửa. Tôi có vài người bạn. Muốn chơi rất vui. À, anh đúng là bán văn chương trước mặt Khổng Phu Tử rồi. Mấy thứ này có đáng là gì chứ? Tôi nổi danh là độc hậu. Lát nữa cho anh thử vài thứ xịn. Tôi nổi danh là độc dương. Chúng ta xứng với nhau rồi. Vào đi. Ông chủ tốt. Nè, đã qua 5 giờ cô chưa làm người lại sao? Ờ, là vậy. Không biết có phải bình thường tôi quen dùng 4 chân để đi không, bây giờ đột nhiên đi 2 chân, tôi thấy không được quen lắm đâu. Không biết tôi có thể lấy lại thư thôi việc hay không vậy? Nè, cậu tốt, chó chân lùn đâu? Ê, sao con tới đây gì? Con muốn cho anh một sự ngạc nhiên. Lấy lại thư thôi việc thì không có vấn đề, nhưng mà tôi sợ con của cậu sinh ra chỉ biết sủa mà không biết khóc thôi. Tức là vậy. Nghe nói thức ăn chó của con chó bà Triệu còn mắc hơn tiền lương của tôi nữa. Nếu có thể làm con chó bên cạnh bà Triệu, đừng nói là muốn con tôi sủa, cả nhà tôi cùng sủa cũng không có vấn đề gì hết. Nói đến cùng cũng là tiền làm hại. Cô nói cậu nói rất là hay. Cô nói bao nhiêu thì cũng không mua được cái tôi và tâm linh. Chúng ta là đàn ông, chuyện nói mấy chuyện này mà. Những lời đó là do ẻm của tôi phải nói chính trực. Vì vậy mới viết đại lá thư thôi việc diễn một bằng kịch chẻm coi thôi. Chuyện của đàn ông chùi sạch là xong rồi. Chó chân lùn. Kiệt, sao em lại ở đây vậy? Nói cho con một sự ngạc nhiên. Đón con tăng sở hôn con 2 cái để cho con vui. Viên Quốc Quân, cậu thật sự thích làm chó hơn làm người. Không phải đâu anh. Anh Quân à, vậy anh có muốn lấy lại thư không? Cậu thử lấy đi. Cậu lấy thì đừng về gặp tôi. Bà Triệu dự định mở rộng kinh doanh có tòa soạn. Nếu cậu lấy lại thư, tăng lương cho cậu 30% lập tức có hiệu lực. Suy nghĩ cho kỹ đi. Có giỏi cậu lấy đi. Có giỏi thì cậu lấy đi. Tôi... Có giỏi thì cậu lấy đi. Có giỏi thì cậu lấy đi. Có giỏi thì cậu lấy đi. Có tiền dạng sự đủ, phụ nữ như quần áo thôi. Cậu giỏi lắm. Chó chân lùn đáng chết. Bây giờ chỉ coi anh là dưa hấu dùng dao chém loạn xạ. Anh khoan hãy ra mặt đã nha. Nè, cô còn chém như vậy, dưa hấu đã hết làm sao chúng tôi ăn đây chứ? Dưa hấu vô tội mà. Thì đó, hắn đúng là con chó thôi, không muốn làm người lại làm chó. Em nói cho hắn biết chị mắc kệ hắn. Quần chó sao không phải là người xấu, chứ là nghĩ không thông. Nghĩ không thông sẽ không sao con đừng vậy mà. Trên đời này đâu chỉ có 72 đường. Hắn nhất định đòi làm chó săn, chắc chắn bị tiền tài mê hoặc. Hắn không có lương tri. Không có lương tri thì cũng thôi, sợ sau này hắn càng làm càng giống như Cao Thanh xảy ra chuyện. Thiệt là ngại quá, dì xin lỗi con. Không có sao đâu, con thực sự là một ví dụ rất tốt mà. Con cũng không muốn chó chân ngắn giống như con mới biết cái gì là quay đầu là bờ. Con thật sự quyết định rút lui sao? Con rất thích đóng phim mà. Thật ra cũng không phải. Lúc đầu khi con vào nghề, chỉ đơn thuần là muốn được nổi tiếng, chứ không phải thật sự thích đóng phim. Huống chi bây giờ con đã bị như vậy, con nghĩ khán giả cũng không thích nhìn thấy thứ đáng sợ này. Trời. Nè, mọi người cũng sợ, huống chi là người khác. Vì vậy con ra quyết định này cũng thật là tốt mà. Con cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Vâng à, chỉ cần con được vui, ba má ủng hộ con. Nếu như chị Triển Phụng cũng biết nghĩ như con thì đâu có ra nông nổi này. Phải rồi, có tin của chị không? Nghe nói chị đã đi Hàn Quốc, nhưng không biết chị qua đó để làm gì. Chắc nghĩ cách để hại người, mặc kệ khổ liền. Vâng à, ngày mai con về đài truyền hình ủy hợp đồng, có bà má nghĩ với con không? Không cần, chỉ là đi bàn giao lại vài chuyện. Hết ngày mai thì con có thể sống một cuộc đời thật bình lặng luôn. Nè Vân à, con cũng làm minh tinh, dự định ngày sau sẽ làm gì đây? Chưa nghĩ đến. Con gái tôi có nhiều việc để làm, cứ giao lại cuộc gia thái cho nó kinh doanh.
Vậy cũng được. À được lắm, chú sẽ đem kinh nghiệm đầu bếp mấy chục năm á, truyền hết cho con. Dĩ nhiên là không được rồi, công việc đầu bếp cực khổ lắm. Ừ, phải đó. Nè nè nè, hay là theo chị học trang điểm đi, phụ nữ nào cũng thích làm đẹp có tương lai lắm. Phải rồi đó, học trang điểm tốt lắm, có thể bán đồ mỹ phẩm, kem dưỡng da, chuyện làm ăn càng ngày càng lớn. Theo như tôi thấy, phụ nữ thực tế nhất là tìm một người đàn ông để lấy. Vậy cũng được. Nè, làm bà chủ rồi sinh con nhỏ vậy thì cái gì cũng đủ hết. Phải rồi đó. Thần thiếp kiên quyết không đi. Thần thiếp cho rằng hoàng thượng cũng không nên rời khỏi kinh thành. Trần Phi, ngươi nói gì vậy? Bây giờ liên quân tám nước tiến sát biên giới, hoàng thượng là vua một nước, phải cùng thần dân cùng tiến cùng lui, củng cố lòng quân, khích lệ bá tánh giữ gìn đất nước. Ngươi đừng tưởng hoàng thượng cho ngươi phê duyệt tấu chương thì tự cho mình hiểu quốc sự. Hoàng thượng đi hay ở không đến phi người quyết định. Dĩ nhiên, hoàng thượng đi hay ở phải do hoàng thượng quyết định, không phải do thần thiếp hay lão Phật gia có thể sắp đặt được. To gan, tất cả việc bổn cung làm đều là vì hoàng thượng, đâu đến tiện nhân như ngươi nhiều chuyện. Nếu như là vì hoàng thượng, hoàng thượng càng nên ở lại, cho bọn Tây Dương biết quốc dân Đại Thanh ta anh dũng vô địch, không dễ mạo phạm. Ăn nói bậy bạ. Muốn hoàng thượng ở lại là không nghĩ an nguy của hoàng thượng, đây là tội chết. Nếu liên quân đánh vào chung, thử hỏi ai có thể sống yên phận cho được. Nếu là như vậy, cho dù thần thiếp phải chết cũng phải khuyên hoàng thượng ở lại, bảo vệ thanh danh của hoàng thượng. Nếu như người không sợ chết, bổn cung sẽ ban cho người cái chết để ngươi không cần ở lại mê hoặc hoàng thượng, khiến hoàng thượng xa vào hiểm cảnh. Người đâu, ném ả xuống giếng cho ta. Không cần. Thần thiếp biết chắc phải chết khi nói những lời này. Cho dù có chết cũng là thần thiếp tự nguyện, không cần người khác bận tâm. Thần thiếp và hoàng thượng tuy kiếp này duyên vào, nhưng cũng không uổng kiếp này. Vẫn mong kiếp sau có thể cùng hoàng thượng tiếp kiến phu thê. Lúc trước khi con có cơ hội đóng phim, con không biết diễn cảnh này. Con diễn rất tệ, rất dở. Đến bây giờ, khi con biết thế nào là đóng phim, con đã diễn được. Nhưng trái lại, không còn cơ hội để diễn nữa, đúng là mỉa mai. Cao Thanh, trước giờ công ty cảm thấy cô là một nhân tài hiếm có, chúng tôi thật sự không muốn hủy hợp đồng với cô. Em biết công ty rất tốt với em, nhưng mà của em đã bị như vậy rồi, em không thể đóng phim được nữa. Thật ra khán giả bây giờ cũng giống như lúc trước đâu, họ biết cô là người bị hại, có cách nhìn khác với cô. Nếu cô thật sự không thích đóng phim hoặc là phát triển ở phương diện khác, ví dụ như sau màn ảnh, quan trọng nhất là cô có hứng thú hay không. Nếu em lựa chọn rút lui khỏi giới giải trí, em hy vọng rút lui triệt để. Đi Khánh à, cậu khuyên giúp đi. Tôi tin Cao Thanh không phải như thời nông nổi, là bạn của cổ, tôi ủng hộ cổ. Cao Thanh à, chỉ cần em thích thì em cứ làm. Rất nhiều chuyện hình như mới xảy ra hôm qua. Ngày đó tôi và cô ký bản hợp đồng đầu tiên, tôi rất vui khi công ty ký hợp đồng với một diễn viên có khí chất,
Không ngờ hôm nay tôi phải cùng cô ký giấy quỷ hợp đồng. Tôi thực sự rất tiếc. Khoan đã. Má làm gì vậy? Các vị khán giả, hôm nay chúng tôi có một buổi truyền hình trực tiếp đặc biệt. Chị Lệ Hồng à, hôm nay Cao Thanh Văn đến để quỷ hợp đồng với đài truyền hình. Chị có gì muốn nói với con gái của mình không? Con à, má có một câu hỏi muốn hỏi rõ con. Con có thích đóng phim không? Con nghĩ kỹ rồi hãy trả lời má. Bởi vì câu trả lời này không phải cho má, không phải cho khán giả. Câu trả lời này là dành cho con. Nếu như con thích đóng phim thì con nên tiếp tục công việc. Má sẽ ủng hộ con. Má nhớ con có hỏi má, con hỏi má có thích đóng phim không. Lúc đó má không trả lời con. Bây giờ má nghiêm túc nói cho con biết, má thật sự rất thích đóng phim. Nếu như con thích đóng phim, hai má con mình hãy tiếp tục công việc. Má nhất định sẽ giúp con hoàn thành mơ ước và hoàn thành tâm nguyện của má. Má không cần phải làm vậy. Ước mơ thì không nên dứt bỏ phải không? Con có nhớ tối qua đã nói gì với má không? Con nói khi con biết đóng phim là thế nào và biết diễn như thế nào, con đã không còn cơ hội. Má thấy con rất tiếc nuối, thì má đã biết con không thể bỏ được nghiệp diễn viên rồi. Má 明天这一刻璀璨吗？拆开今宵的包装，我今天应该能看到吧？谁故意去诱惑？沉迷难逃吗？或者心里就似是有鬼，要想触碰。 要学放胆，有一种忌讳，是一世，什么也能摧毁。